Thầy Tài xin trân trọng kính chào gia đình Tam Quyến và quý vị và đến chia buồn cùng gia đình của Tô Thiên Kiều. Xin cầu chúc cho cháu cháu Hùng sớm tiêu diêu đời miền cực lạc, và quý vị đến chia buồn hôm nay được dồi dào sức khỏe. Để tiếp tục chương trình văn nghệ, chúng ta sẽ gửi đến với một lớp trích đoạn Khi Rừng Mới Sang Thu, bộ son già quy sắc. Nữ vua ơi, mấy ngày quá nữ vua không ngủ. Nữ vua hay ngồi xuống đây tựa đầu vào vách đá, gù sẽ hát ru cho nữ vương tròn mong đẹp. Hãy ngủ đi cho đêm thu ngắn, cho tình now.
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ Thần Tài rất nhiều.